Xin chào các bác, hôm nay em lại lên cho các bác một con máy hái chè mini. Ra của con dòng này thì nó cũng không phải mới trên thị trường nữa rồi, mà đây là một cái model khác của cái dòng hái chè mini mà em đang bán thôi. Dòng mini em đang bán là cái dòng 12 cặp, 12,5 cặp răng. Thì cái dòng này của em nó là 9 cặp, tất nhiên cái giá trên thị trường sẽ rẻ hơn. Tất cả những cái phụ kiện đi kèm máy đều đầy đủ. Như các bác thấy này, chúng ta có một bộ sạc đi theo máy, có quạt tản nhiệt đó, rất là to. Tất nhiên là nó sẽ có cái chức năng gọi là ngắt khi đời, và có hai đèn báo là đèn xanh và đèn đỏ. Đấy, khi nào mà nó đời thì nó sẽ báo luôn đèn xanh, còn cái lúc sáng nó sẽ báo cả hai đèn đấy. Đó, bác lưu ý giúp em. Cái tiếp theo đó là cái bộ thân máy. Cái máy này thì nó có màu trắng, gầu đen, nhựa của nó cũng nhựa rất là mềm nhé, nhựa này mềm và cái độ bền của nó khá là cao. Tiếp nữa là chúng ta có thể nhìn thấy là máy này nó được trang bị 9 cặp răng, ít hơn so với cái dòng trước đây em đã giới thiệu các bác. Trước đây thì nó là 11,5, 12, gọi là 12 cặp răng. Còn bây giờ là cái dòng này nó sẽ giảm đi, nó còn 9 cặp. Thì nó sẽ tùy công việc của các bác mà các bác lựa chọn thôi. Đó, tiếp đến là các bác có thể thấy nó vẫn có một cái bộ tool kit, tức là bộ sửa chữa nhanh, một cái lọ để đựng dầu, tra vào cái lưỡi máy, sách hướng dẫn sử dụng chung luôn. Và một bộ ắc quy 24V. Ắc quy 24V này thì được cấu thành 2 ắc quy 12V. Đây các bạn có thể nhìn thấy nhá, luôn cho các bạn xem. Đẹp. Lưu ý cho các anh chị em nào và các bác nào không biết thì con này nó sử dụng bình 2 bình 12V và 8A. Đó, cho cái thời gian sử dụng liên tục nó lên đến khoảng tầm 6 cho đến 8 tiếng. Các bác nào mà phân vân về cái việc giá thành ở một số chỗ nó rẻ hơn thì các bác lưu ý là xem giúp em cái ắc quy nhá. Vì từ cái ắc quy 3, 5, 6, 7 đến 8, 9, 10 nó giá khác nhau. Tất nhiên những cái dòng cái số lượng A nó càng cao, tức là lưu lượng điện ở trong bình nó cao thì giá nó càng đắt, và cái kích thước cũng như là cân nặng của nó sẽ càng nặng thôi. Còn cái bình 8A này là cực kỳ phù hợp để chúng ta đeo và đi lại. Để đi sâu về cái máy này thì em sẽ giới thiệu hẳn về cái thân máy thôi nhá. Bởi vì những cái phụ kiện bên ngoài này thì nó cũng giống như cái dòng trước đây thôi. Đây, như các bác thấy này, máy nó về cái cấu tạo cơ bản của máy thì nó không khác gì, nó khác chủ yếu là khác cái phần motor máy cũng như là phần số lượng răng thôi. Đấy, thì chúng ta vẫn cứ đi lại một xem. Bác nào mà cần thông số chi tiết nữa thì ở máy có ghi này, mã A là 4CD30, nó quy 24V, tốc độ motor là 1800 vòng trên phút, trọng lượng là 1,7 kg, chiều dài lưỡi là 300mm tức là 30 phân, năm sản xuất là năm 2023. Đằng sau của máy thì chúng ta có thể nhìn thấy là chúng ta cắm điện ở bên trên máy, không giống như dòng trước đây là chúng ta cắm ở phần bên dưới. Bây giờ chúng ta cắm ở bên trên, cắm bên trên thì ở đây nó có một cái móc chốt, thì khi chúng ta cắm vào, cắm thử của em, chúng ta cắm vào này đó, thì cái chốt này ở đây này đó, để tránh tình trạng nó bị bật ra khi mà chúng ta trong quá trình sử dụng, nhiều khi là chúng ta rút mạnh quá, hoặc là nhiều bác là đặt ắc quy một chỗ và chúng ta sử dụng. Đây em mở bật luôn cho bác này. Máy vẫn có một cái chế độ gọi là giữ cò xuống, máy cứ sử dụng cò xuống nhá. Đây cực kỳ êm, các bác nghe thấy không ạ? Còn video thực tế thì thực ra các máy nào cũng như nhau thôi. Còn video thực tế em có những cái video tất nhiên là máy khác thôi, cơ chế thì giống nhau, nó khác, tất nhiên nó sẽ khác về phần cấu trúc motor, về phần tụ, về phần bảo mạch và về số lượng răng. Đó thì em có nói rồi. Thì các bác lưu ý giúp em là trước khi chúng ta sử dụng máy thì các bác cho em cái nhớt máy khâu hoặc là nhớt 4 thì vào trong bình này, và chúng ta nhỏ vào phần lưỡi này để giảm cái độ ma sát và tăng độ bền của máy. Nếu bác nào mà có nhu cầu mua sản phẩm hay là tham khảo thêm một vài thông tin chi tiết có thể cắt được cây nọ cây kia thì bác vui lòng liên hệ theo cái số điện thoại hiện trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.